Đó, chào anh chị. Đó, nhiều anh chị là hỏi bảo là có bán những sản phẩm máy hàng mà dòng mới không? Mình chuyên hàng nhà xưởng. Đó, dòng 250, 315 đúng chuẩn nha. Còn những thằng mà nó ghi công suất nó lỗ lỗ một tí, nhiều khi là 250 nhưng mà vẫn ghi gian anh chị ạ. 315 nhưng mà xài vẫn là công suất một bo, thì những thằng đó mình mà làm liên tục nhà xưởng nó sẽ chết nha. Đó, hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu một sản phẩm đáng đồng tiền cho anh chị thợ nào bỏ ra mua nha. Được bảo hành chính hãng là 1,5 năm. Đó, công suất của con này thì khủng, quá khủng luôn. Trọng lượng máy thì Bảo sẽ cân cho anh chị rất là nặng nha. Sản phẩm này có thương hiệu là BTEC nha. Dòng này là thương hiệu của Japan, Nhật Bản nhưng mà sản xuất thì vẫn là tại Trung Quốc nha anh chị. Đó. Rồi sản phẩm này có mã là MMA 315M nha. Đó, con này thì anh chị có thể là đốt que 5 ly liên tục cả ngày luôn nha. Đó, thì bây giờ bà sẽ cùng anh chị đi vào bên trong đi. Con này trọng lượng máy rất là nặng anh chị ạ. So với những sản phẩm 315 khác thì con này nặng vô cùng luôn. Trọng lượng thì bảo đoán là nó sẽ gấp đôi luôn á. Nếu mà 315 mà công suất một bo nha, con này nó sẽ nặng gấp đôi luôn. Thì anh chị biết khả năng nó làm việc là như thế nào. Đó, đầu tiên anh chị mở máy ra, nó sẽ trang bị cho anh chị là một kìm 500 ampe nha, một kìm hàng 500 ampe. Cực này là cực lớn là chắc rồi nha. Đó, cực lớn để mình hàn. Một búa gõ xị hàn, một mặt nạ nha. Con này thì anh chị mua là không lo lầm đâu, tí bảo sẽ khui nội thất bên trong cho anh chị. Rồi tí bảo sẽ cùng anh chị là test cây 4 ly, 5 ly, còn 2 ly rưỡi thì con này chỉ hoạt động tầm 20% thôi nha. Đó. Rồi sản phẩm này có thương hiệu là BTEC, trang bị là một màu cam nha. Sản phẩm này thì thương hiệu này khá là nổi tiếng rồi. Bên trên là có logo dập nổi của BTEC này, tay cầm lớn này. Cái này thì mình đeo đi không được đâu nha. Nhà xưởng là xài con này thì ok, quá là ok luôn. Rồi, bên hai bên thì nó đều có đầy đủ ốc ác đầy đủ luôn, tản nhiệt dày cao. Đó, thương hiệu BTEC. Này là Singer được đánh giá cao của 2010 nha, đánh giá khá là lâu rồi, có ISO đầy đủ luôn này. Đó, đâu phải máy hàng nào cũng được đánh giá ISO đâu. 9001 là dòng khá là bền bỉ cho mình xài công trình chuyên nghiệp nha. Đó, anh chị nhìn dây nguồn của con này thì thôi, to khỏi nói anh chị à. Mình đốt que 5 ly là dây nguồn nó to như ngón cái luôn. Đó, anh chị thấy không? Dây này anh chị phải ghim điện mạnh vào. Đó, CB, xài CB. Con này là quá tải nó sẽ tự ngắt nha. Con này thì có chức năng chống giật cho anh chị hàng luôn. Hàng nếu mà bị giật thì nó sẽ ngắt. Đây là thông số kỹ thuật của máy, cánh quạt lớn cực kỳ luôn. Ốc thì nó cũng khá là lớn nha. Rồi, Bảo sẽ quay trước máy cho anh chị xem. Một sản phẩm 315 nó có điểm gì khác. Đó, về mặt trước thì con này là bằng thép hết nha, không có chỗ nào là bằng nhựa hết anh chị ạ. Chỉ có hai núm vặn là bằng nhựa thôi nha. Hai núm, một núm để chúng ta chỉnh MMA 315, và nút này là nó có số từ 1 đến 10 nha, để chúng ta chỉnh độ ngấu sâu này, hàng leo, hàng mặt dưới mặt trên nha, rất là tiện lợi. Một đồng hồ và hai cổng cực hàng cho chúng ta nha. Đây là đèn nguồn và đây là đèn quá tải nha. Nhưng mà con này làm việc quá tải thì đối với nó là cực kỳ là khó nha. Rồi sản phẩm này anh chị có thể là tham khảo trên những trang thương mại điện tử nha. Giá của nó đang bán là mức giá là 4 triệu mốt đến là 4 triệu rưỡi nha. Tùy vào từng người bán, nhưng mà hôm nay Bảo sẽ tính cho anh chị mức giá cực kỳ là tốt theo chương trình của công ty đưa ra trong tháng này nha. Nên là anh chị có thể là nhà xưởng nhiều có thể là mua con này đáp ứng xài 5 ly liên tục nha, chị hàng sắc dài liên tục nha. Đó, con này Bảo sẽ tính cho anh chị với mức giá là 3 triệu 800 nghìn bao ship tận nhà nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ cân trọng lượng máy nha, rồi Bảo sẽ đo này kích thước máy, rồi khui nội thất bên trong của con 315 đúng chuẩn nha. Còn những con 315 mà nó ghi mã như vậy là không có đúng thì nó khác nha, nó nhẹ bằng nửa con này thôi. Đó, con này anh chị thấy không, trọng lượng máy là riêng mình máy không là 12 ký 7 80 gram thì anh chị nghĩ nó cỡ nào. Quá mạnh. Con này xài nhà xưởng thì khỏi phải biết luôn anh chị à, xài phê luôn, bao phê luôn nha. Bảo sẽ đo kích thước của máy. Chiều dài của máy là 45 năm. Chiều cao của máy là 32 nha. Đó, bảo đo rất là thực tế luôn. Cho anh chị về mua thì có thể là hình dung được nó to cỡ nào. Chiều ngang là 20 nha. Con này thì
mình bỏ ra một số tiền 3.800.000 thì mình sở hữu con này xài là không lo lỗi vặt trục trặc nhá. Rồi Bảo sẽ khui máy ra cho anh chị xem. Rồi bây giờ thì mình cùng vào bên trong nội thất nha. Con này nó có bao nhiêu tủ này, sức mạnh như thế nào này. Rồi điều đầu tiên mà anh chị mua máy mà 315 thì khui nội thất ra. Cái thứ nhất là anh chị phải nhìn cho Bảo là ít nhất là nó cũng phải được 6 tủ nha. Con này thì nó cao hơn nhiều, con này 8 tủ nha. 400V nhưng mà 475S nha. Đó, này là 4 tủ này. Rồi, điểm đầu tiên bên này 4 tủ nữa là 8 tủ nha. Đó, 8 tủ tổng cộng. Thì bo này thì khá là khủng đấy. Trong những sản phẩm máy mà hàng qua thì con này là khủng nhất rồi. Rồi, cái thứ hai là anh chị nhìn diode một chiều là con này xài diode đôi nha. Dây nó cũng là dây đôi này, nó đi này, anh chị thấy không? Nó đi rất là nhiều dây để mới chịu tải được con này nha. Xài con này khỏi lo hư luôn. Đó, bên này một con diode nữa. Rồi, điều thứ ba là glare 24V là nó cũng xài một cặp nha. Cái gì cũng chơi một cặp. Rồi, tiếp theo là công suất, anh chị thấy không? Con này công suất thì anh chị nhìn nó bao nhiêu con? Anh chị nhìn hàng trên là 2 này, 4, 6, 8, 10 con nha. Hàng dưới là 2, 4, 6, 8. Rồi, nửa bên này nó cũng vậy nha. Rất là nhiều luôn, bo khủng mà. Một sản phẩm đáng để anh chị mua luôn. Này cũng 2, 4, 6, 8, 10. Là cái này 5 vế, cái dưới này là diode là 4 vế nha anh chị. Con này nó xài là Bảo nghĩ là con, để Bảo khui cho anh chị xem con bao nhiêu luôn nha. Khui một con thôi, một dải là nó sẽ giống nhau hoàn toàn. Đó, con này là 23N50E nha. Con này là 9202. Đó, Bảo khui cho anh chị xem mã số của nó, quay kỹ cho anh chị thấy này. 9202 mà 20 con luôn. Con này là 16 con, còn con trên này là 20 con. Trời, bo khá là mạnh nha. Khỏi lo về hư hỏng nha. Rồi, cái này là những con ốc để nó siết lại. Nó làm cho những con ốc này là nó tránh cho những cái chân ốc nó rung nha, nó rung nó sẽ hư những cái con công suất và những con diode này ngay đó. Rồi Bảo vặn lại cho anh chị xem, rồi xem công suất cho anh chị cũng thấy rồi. Nếu mà thợ hàng vào nhìn con này là mê luôn anh chị ạ. Một sản phẩm quá là kinh khủng luôn. Rồi anh chị nhìn cái cục biến thế không, nó to cỡ này mình mới xài đáp ứng được anh chị xài nha. Đó, kháng thì kháng đôi, kháng đôi nha anh chị, hai cục kháng hai bên, một cục phía dưới là cục biến thế nó to chà bá luôn. Đó, hai cục kháng nha. Cái này mình kéo nhiều á thì những cái này là những thanh đồng nó bắt qua nha, chứ mình mà xài mặt á nó sẽ đứt ngay. Đó, này là toàn là thanh đồng bắt qua không. Bo thì khá là khủng khiếp, ốc lớn nha. Này thì nó phải bằng đồng 100% rồi nha. Con này thì bo ghim hoàn toàn, bo khiển của nó thì rất là lớn luôn, mình đốt liên tục là 5 ly được luôn nha. Rồi, đó anh chị thấy không, một sản phẩm 315 nó là đúng chuẩn nha. Còn nhiều sản phẩm thì nó ghi là 250, 315 nhưng mà lột ra bo là nó không bằng 1/4 của con này nha. Công suất của con này thì anh chị đếm rồi, nó khá là nhiều nha. Bo này anh chị đốt 5 ly là thoải mái luôn. Nhưng mà một con này thì anh chị bỏ ra số tiền nó phải xứng đáng anh chị ạ. Tránh anh chị mua những con 3 triệu nhưng mà bo nó là một bo thì nó cũng không có nghĩa lý gì nha. Mình về mình xài công trình nhà xưởng, đôi khi mình về mình xài thì nó hư lặt vặt này nọ thì anh chị rất là bực mình nha. Nhưng mà mua con này về giá 3.800.000 được bao ship, trọng lượng máy là 12,6 kg luôn, thì anh chị thấy bỏ ra số tiền nó rất là xứng đáng nha. Bảo sẽ tiến hành test sản phẩm B-Test 3 bo nha. Công suất thì con này khá là khủng rồi. Bảo mua thì que 5 ly nó hiện tại không có nên là Bảo test cho anh chị xem 4 ly thôi đó. Dòng điện trên đồng hồ này là ampe là 250 nha. Bảo test 250 xem là hàng 4 ly thì thoải mái rồi nha. Đó, có cái là đồng hồ nhiều lúc là anh chị thấy nó nhấp nháy bên trong nhưng mà thật ra ngoài là nó không bị nha. Nó nhiễm từ tại cái này nó mạnh quá. Rồi Bảo sẽ tiến hành kéo cho anh chị xem khả năng làm việc của sản phẩm B-Test với cây hàng đũa là 4 ly nha.
cái này á, thì nó bắt lửa rất là nhạy anh chị ạ, cực kỳ là tốt luôn. Đó, dòng ba bo dạng cao cấp mà nó bắt lửa thì thôi rồi, khỏi phải chê anh chị ạ. Bảo làm một đường đi cho nó thực tế nha. Quá tuyệt vời anh chị ạ. À. Đó. Anh chị thấy mỗi hàng của sản phẩm BTS này thì nó đẹp hết sức rồi đó anh chị xem này. Đó, trời bảo hàng sơ sơ đấy, cái này gõ gõ sơ sơ ra một tí xíu nha. Vải cá các kiểu nha. Để bảo vào lấy đồ vào gõ cho anh chị xem. Đó, bảo cho anh chị xem cái mỗi hàng nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đầu tiên là anh chị thấy mỗi hàng thì con này thì cực kỳ là đẹp luôn, và anh chị thấy không, này thì bảo là kéo sơ sơ thôi nhưng mà con này đang kéo là 250 thôi nha. Đó, chưa hết công suất nhưng mà độ ngấu của nó thì ok rồi, bảo sẽ tăng hết công suất cho anh chị xem khả năng nó ngấu vào cực kỳ là sâu luôn nha. Đó rồi, bảo sẽ tiến hành kéo đùa 4 ly với công suất maximum của sản phẩm BTS Babo nha, độ ngấu của nó thì cực kỳ là tuyệt vời luôn nha. Đó, bảo sẽ tiến hành test cho anh chị xem. Đó, khả năng bắt lửa thì con này khá là nhảy luôn. Dòng mới nên là nó nhảy lửa cực kỳ luôn nha. Rồi, dòng mũi hàng mà cho ra là âm be cao nhất thì anh chị thấy mũi hàng á, nó ngấu sâu cực kỳ luôn. Đó, cái này thì kéo này anh chị thấy không, mũi hàng này nó ngấu vào bên trong sắt hết luôn. Đó, cho anh chị xem nó ẩn vào bên trong luôn. Con này nếu mà xài công nghiệp á, xài cho nhà xưởng thì con này thì quá tuyệt vời nha anh chị. Đó, mức giá thì nó khá là tốt so với giá của những trang thương mại điện tử nha. Đó, nếu anh chị nào muốn mua sản phẩm BTS công nghiệp xài cho nhà xưởng này, công trình lớn này, cầu đường thì mình mua con này là giá ba bo nó quá là rẻ luôn. Đó, anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ cho Bảo nha. Rồi mình gọi điện là nhắn tin là tư vấn. Rồi bây giờ thì cảm ơn anh chị đã xem video nha. Rồi bây giờ Bảo xin chào tạm biệt anh chị nha. Giá quá hợp lý anh chị nha.